Chương trình này được bảo trợ bởi. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY 866-321-5955 và website bndhmo.com. Julie Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội với phần trình bày của sĩ quan cảnh sát tài đỗ thuộc quận Los Angeles. Sở dĩ mà Julie phải mời tài đỗ là tại vì chị em chúng tôi biết nhau rất là lâu lắm rồi, nhưng mà tài quá bận rộn với LA County cho nên bây giờ mới bắt cóc cậu em này về trong chương trình được. Khi mà mình nói về cái vấn đề mà trước khi vào phần quảng cáo thì mình cũng nói thêm là trong cái thời gian mình ở trong tiệm, có những cái điều gì mà mình có thể bị rơi vào cái tình trạng phạm pháp? Đa số là bị, nhất là những người phụ nữ, họ có những cái bóp đem đi theo mà đa số là để trong cái shopping cart đó. Nhiều khi họ bị chi phối, lừa đồ, hay là bị những cái kẻ gian nó làm cho mình phân tâm đi, thì cái bóp bị mất hoài. Mất bóp, mất tiền, mất những cái mà bỏ trong bóp. Thì nếu mà mình có thể để cái bóp ngoài xe, để trong trunk, thì đó là tốt nhất. Chỉ cần đem tiền với lại credit card theo những cái bóp nhỏ thôi, không cần phải đem nguyên một cái bóp bự đi theo. Thì cái cơ hội nó bị làm nạn nhân của nó rất là thấp. Thì những cái thời buổi bây giờ là cái cơ hội, mình tạo cái cơ hội cho cái nguy cơ thì cái cơ hội cho kẻ gian nha, mà cái nguy cơ cho nạn nhân. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nói thêm về những cái vấn đề với các trẻ em cũng như là thanh thiếu niên đi shopping, và cũng có những lúc mà phụ huynh không biết là con em mình đi đâu, và khi trở về thì có rất là nhiều món hàng trên tay, và đôi khi mình không biết là làm sao con mình có đủ tiền để mua những món hàng đó. Thì cái chuyện đó xảy ra rất là nhiều, mà đa số những cái em này đi về nói bạn con cho, rồi người này cho, người kia cho, mà mình biết là con mình không có tiền, cho nên mình phải giáo dục con cái của mình là cho biết là lúc mình đi cái ăn cắp là có tội, sẽ bị bắt. Cho nên mình phải giáo dục nó, tại vì khi nó không có biết, với lại gia đình nhiều khi cũng không có đủ khả năng để mà mua đồ cho nó, mà thì tất cả mọi bạn bè đều có những cái đồ mà nó thích mà nó không có khả năng để ấy được, cho nên nó phải đi ra ngoài mà ăn cắp, thì cái đó rất là tệ, rất là đáng tiếc. Cái điều này không biết chị nói có đúng hay không, là đa số các em thanh thiếu niên bây giờ biết cái luật là nếu dưới 18 tuổi mà các em phạm pháp thì đến năm 18 tuổi thì cái hồ sơ của các em sẽ được siêu lại, có nghĩa là sẽ không tính vào những cái tội phạm mà là misdemeanor như vậy, đó là phạm nhẹ như vậy sẽ được đóng lại. Điều đó có đúng không? Dạ, cái điều đó nó đúng một phần. Nhưng có cái mà những cái violent crime có thể nó không có được ông tòa đóng lại. Dạ. Thì những cái những đứa trẻ nhiều khi nó được bạn bè nó xúi nó nói ô mày là dưới tuổi gì bị thành niên thì bị bắt vô cảnh sát phải thả ra liền, tại vì cảnh sát không phải có lý do để mà nhốt nó lại trong tù, đa số là phải gọi cho ba mẹ để tới đón. Nhưng mà có những cái mà nó không hiểu là nếu từ một cái ăn cắp nhỏ thôi mà nếu mà họ bị chặn lại, bị bắt lại mà nó chống cự lại đó, nó thành cái ăn cướp, nó thành nó tội, nó chống cự lại là nó dùng force of fear, nó có thể cái tội nó thành ăn cướp. Là từ theft qua ăn cắp qua thành ăn cướp. Ăn cướp. Nó rất là lẹ. Một khi bị bắt lại là phải không có được chống cự lại. Chưa kể là nếu mà các em muốn mua sắm một món đồ gì đó đi theo nhóm bạn xấu. Rồi những bạn đó kêu đem bán thuốc phiện hay là đem làm cái này làm cái kia, rồi em sẽ được cho tiền. Để có tiền. Để em mua sắm những gì em muốn. Cái thời gian này là cái thời gian mà quý phụ huynh, xin quý phụ huynh hãy chú trọng đến các em của mình, là tại vì đây là cái thời gian mà các em dễ bị sa ngã, bị dễ bị dụ dỗ nhất, là tại vì tất cả mọi người, tất cả các em trong nhóm bạn, như cảnh sát viên tài đỗ đã nhắc nhở, là đôi khi những em đó có những món quà mà
Con em mình muốn nhưng mà lại không có khả năng để mua được, thì đâm ra sẽ kiếm đủ mọi cách để mà có được những cái món đồ đó. Đúng rồi. Khi mà bây giờ, thí dụ bây giờ người lớn, trong trường hợp người lớn mà cũng bị bắt tội gọi là shoplifting, là ăn cắp trong tiệm, thì cái hình phạt nó như thế nào? Cái đó nó tùy theo cái đó. Cũng tùy theo cái giá trị của món hàng. Theo giá trị của món hàng, thứ nhất, là thứ hai là theo cái criminal record, cái tiểu sử của họ ra làm sao, hồi đó giờ có tiền án chưa. Thì nó có rất là nhiều cái không thể nào. Bây giờ chỉ có ông tòa, ông có thể phán xét cái chuyện đó thôi. Chứ còn những cái chuyện đó mình không thể biết là bị phạt là bao nhiêu hết. Nhưng mà cũng rất là mất thì giờ, và tự nhiên mình bị có một cái thành quả xấu trong cái hồ sơ cá nhân của mình. Và để sau này, nhất là những người nào mà chưa có công dân Mỹ, không biết cái điều đó, nó những cái record đó nó có check khi mà chúng ta trở thành công dân Mỹ không, cái điều đó thì tất cả mọi cái đó được phải background check chứ, tại những cái tại vì họ nếu mà có felony conviction là không có được thành công dân Mỹ. I didn't know that. Bị trục xuất nữa. Với những cái luật mới từ bây giờ thì những người đã có, những người phạm pháp có thể bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ nếu mà họ chưa có công dân Mỹ. Dạ đúng. Phải không? Dạ đúng. Và chưa kể là nếu con em quý vị mà muốn đi theo về cái nghiệp chướng của về là theo làm cảnh sát, thì đó là những cái background check kỹ nhất. Nếu felony conviction là không có được làm cảnh sát. Thế thì hiện tại giờ, trước khi mình vào đi thêm chi tiết, thì có lẽ là Julie cũng sẽ hỏi thêm là không biết là LA County có đang tuyển chọn cảnh sát hay không, tại vì trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ rất là cần nhiều những người cảnh sát Việt Nam để có thể giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì cảnh sát người Á Châu thì họ rất là cần. Lúc nào họ cũng tuyển mộ những người cảnh sát ở Á Châu. Nhưng mà cái mà lầm mà lọt vô trong để mà đi học, để mà pass tất cả mọi cái training thì nó rất là khó. Nó rất là khó. Người ta nói có thể là từ cái xác suất từ 85-95% những người mà muốn làm cảnh sát không có lọt vô. Một phần là vì những cái tiền án, có thể là vì những cái tiền án mà mình đã làm nên từ lúc vào tuổi trẻ mà mình không để ý tới. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cái background của mình với lại cái những người mình liên hệ từ hồi nhỏ tới lớn, rồi nó có nhiều cái, nó có nhiều trận lắm. Mình phải đi qua, giống như là phải nhảy vào từng bước một. Đi tuyển lựa mà khó như vậy thì làm sao ai lọt được? Tại vì nó cái position nó rất là powerful, mà phải cần những cái người mà có cái tâm và làm đúng và có khả năng làm nữa, chứ không phải là chỉ tâm không. Thật ra thì thưa quý vị, làm cảnh sát thì Julie rất, những người cảnh sát và những người trong quân đội Julie rất là kính phục, là tại vì họ hy sinh cái cá nhân của họ, họ hy sinh những cái thời gian mà họ có thể dành cho gia đình để mà phải đi trực diện, để mà đi đương đầu với những án mạng, những cái sự gọi là toàn là những cái điều không hay, không ai muốn hết. Đó là những người mà tất cả chúng ta, người dân chúng ta có thể là thể hiện được cái lòng biết ơn qua rất là nhiều cách, chỉ cần một câu cảm ơn khi mà gặp cảnh sát hoặc là khi gặp những người quân đội thì chúng ta chỉ cần nói một câu cảm ơn. Chú Ly nghĩ rằng một câu cảm ơn ngắn gọn nó cũng có thể sẽ chắc chắn là sẽ đem lại cho họ những cái niềm vui mà họ sẽ không cảm thấy mệt nhọc sau những cái ngày giờ làm việc dài và những cái phải đương đầu với những cái dự án, những cái chuyện án, sự không phải dự án mà là những cái vụ án mà bị mất mạng, hoặc là trời ơi, những cái mà không có, xã hội không bao giờ thấy. Mà không những cái chuyện làm thôi, mà những cái thời gian ngày nghỉ cũng phải chuẩn bị, phải tập thể dục, phải học hỏi thêm để mà lúc nào cũng phải học thêm mỗi ngày.
Tại vì những cái chuyện nó thay đổi mình phải biết, mình phải update the information, lúc nào cũng phải work out, prepare. Còn phải đi phục vụ cho cộng đồng này nọ nữa. Nó có rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, cái phần cuối cùng của chương trình, sĩ quan cảnh sát Tài Đỗ và cá nhân Julie cũng sẽ nhắc nhở tới quý vị những cái sự an toàn mà quý vị cần phải chú ý tới trong những ngày lễ hội, nhất là trong thời gian mà chúng ta đón mừng ngày lễ Giáng sinh, khi chúng ta có cây Noel ở nhà với những cái trang hoàng trong nhà, thì chúng ta sẽ phải lưu ý những cái điều gì để tránh sự hỏa hoạn cũng như là có thể bất cứ một tai nạn gì có thể xảy ra trong thời gian đó. Chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị là xin quý vị khán thính giả nhớ đón xem chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội vào ngày thứ 3 12 tây tháng 12 lúc 7 giờ tối và ngày thứ 4 13 tây tháng 12 lúc 9 giờ 30 sáng. Chúng tôi sẽ mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào và trực tiếp gửi lời chúc mừng Giáng sinh cũng như Tết Tây đến thân bằng quyến thuộc. Và những quý vị này sẽ được nhận quà tặng từ các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Xin quý vị ngày hôm đó gọi cho số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.